Thứ hai tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho, ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Suy niệm: Khi dạy đừng chống cự người ác, Chúa Giêsu không cổ võ sự nhu nhược, nhát đảm, nhưng người muốn nêu cao tinh thần khoan dung, hiền từ, quảng đại và tha thứ. Nếu sự ác là bóng tối, thì lòng khoan dung là ánh sáng. Ánh sáng của lòng khoan dung sẽ đẩy lui bóng tối của hận thù. Nơi nào có bóng tối của hận thù, ở đó cần ánh sáng của tình thương. Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con biết đối xử với nhau và với mọi người bằng tình thương, biết bỏ qua những khiếm khuyết của nhau, biết chấp nhận nhau như Chúa vẫn đón nhận chúng con, và biết chậm nhận, mau tha thứ như Chúa vẫn hằng tha thứ cho chúng con.